bữa nay nó chạy lên nữa mà. Chạy lên chỗ hồi nãy. Ủa ơi là kia kia mà mua bằng đường nào á? Ba ơi kìa. Cũng đúng chỗ này luôn á nhưng mà đi ba. Ba, nhìn đó mày. Ờ mày đó, mày mù đó thấy không? Ừ. Đó cái chỗ nào mình lên á. Mình tới kìa. Mình tới kìa luôn. Ủa ba ơi mình. Ba, mình đi hướng nào á? Hả? Đi hướng nào? Mình lên nhà ga bên kia xong rồi mình vòng qua nhà ga bên đó. Xuống. Cũng chung một tòa nhà luôn á. Mình lên lầu. Thì bên kia bay nó phủ luôn quá trời luôn. Ừ. Hồi nãy giờ mình đi trời nó xanh, bây giờ trời nó sáng sạch lại. Ừ. Ủa sao ở dưới kia còn có túi có trắng đi ở xa sợ dưới xe ba chịu sợ ở đây trong trời lên đứng em không em giỏi chữ gì á cái em thấy chữ san là chữ em nhìn thấy chữ san một phút thì sao chỉ thôi em buồn bắt mớ nào lớn san là mấy không biết gì hết á. Cái chồng mấy giờ không ai chơi kìa. Vậy chắc mới chơi không? Không chơi chơi đó. Không mấy chồng nào chạy đâu. Đó, mình đi sàn qua bên kia. Chàng bên kia cái mình xuống cái cấp treo này nè. Cấp treo mình đó đó. Sợ đang đi giữa chừng khi người ta tắt điện luôn. Dạ. 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 Phần bây giờ mình nhìn đỏ nên mình phải đổ đỏ đúng không? Dạ. Sương mù. Mà bây giờ mình nhìn thấy sao luôn. Mày không? Gì con? Mấy cái công trình ở đây là nhiều là ok rồi đừng xây thêm. Ở đây.